những thời điểm không nên ngồi điều hòa để đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi ngồi điều hòa bạn cần tránh dùng điều hòa trong những thời điểm dưới đây sau khi tắm xong sau khi tắm nhiệt độ cơ thể hạ thấp nếu ngồi quạt hoặc điều hòa quá lạnh sau đó có thể có nguy cơ nhiễm lạnh các mạch máu bị ảnh hưởng gây cản trở sự lưu thông dẫn đến chứng đau đầu mãn tính hoặc đột quỵ ngồi quạt mạnh hay điều hòa ở nhiệt độ thấp sẽ gây co mạch đột ngột làm tăng huyết áp và thậm chí dẫn đến đột quỵ tử vong. Vì vậy, sau khi tắm, việc bạn cần làm là giữ ấm cho cơ thể. Uống nước lạnh Nhiệt độ trong môi trường điều hòa quá tranh lệch so với nhiệt độ ngoài phòng. Uống nước lạnh khi người đang nóng bừng bừng, khiến hệ thống viện niêm mạc của xoang mũi bị khô, giảm sức đề kháng, tạo cơ hội cho các vi trùng, vi khuẩn đã tích tụ sẵn trong các hốc xoang phát triển. Gặp lạnh đột ngột cũng rất dễ dẫn đến viêm họng đỏ cấp tính, một loại bệnh chiếm tới 90% số trường hợp trong các loại bệnh viêm họng. Sau khi đi nắng về, người đang đi nắng ra nhiều mồ hôi cũng không nên bước vào phòng điều hóa ngay, cần ngồi lại một lát cho ráo mồ hôi, sau đó mới bước vào phòng lạnh. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột diễn ra liên tục sẽ khiến cơ thể phải biến đổi thường xuyên để điều chỉnh cho thích nghi với môi trường, gây hại cho sức khỏe khi người ta đi từ ngoài vào trong phòng điều hòa do lạnh đột ngột dẫn đến hệ thần kinh thực vật của cơ thể khó thích ứng kịp sẽ xuất hiện triệu chứng bệnh điều hòa với biểu hiện như dễ tức giận, căng thẳng, mất ngủ. Khi say rượu bia, khi đang trong trạng thái lâng lâng dễ ngủ vì say bia rượu, nhiều người có thể ngủ quên khi điều hòa mới khởi động mở mức nhiệt độ thấp. Cơ thể khi bị nhiễm lạnh lâu mà bản thân người nằm điều hòa không ý thức được để phòng vệ do ngủ say không tỉnh táo sẽ dẫn tới tình trạng nguy kịch như sốc tê liệt